Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đỗ. Tiếp tục với cái chủ đề là ngôn ngữ mạng. Không biết là các bạn, những bạn đang xem cái video này của Coco thì các bạn đã xem những cái video mà Coco chia sẻ về ngôn ngữ mạng hay chưa? Thì nói thật với các bạn là năm 2017 thì mình đã về Việt Nam rồi. Và mình đã về Việt Nam cho đến giờ phút này là hơn 4 năm. Tất nhiên trong hơn 4 năm qua thì Coco ngày nào cũng làm việc với người Trung Quốc và những bạn người nước ngoài, nhưng các bạn ấy đều biết tiếng Trung cả. Và Coco nhận thấy rằng là bây giờ tiếng Trung nó trở thành cái ngôn ngữ phổ biến. Và các bạn biết không, người nước ngoài, người phương Tây ấy, nếu mà người phương Tây người ta học một ít tiếng Trung thì người ta lại rất thích dùng tiếng Trung để nói chuyện, làm việc. Và thực sự rất là khó chịu, bởi vì là cái gọi là gì nhỉ, cái thanh điệu của họ, cái hệ thống thanh điệu của họ thực sự là nghe rất đau đầu. Nhưng mà biết làm sao được, họ là những người, bởi vì tiếng Anh của họ là tiếng mẹ đẻ rồi mà, thì họ lại không thích dùng tiếng Anh mà họ muốn nói tiếng Trung để luyện khẩu ngữ luôn, nâng cao trình độ. Và khi mà làm việc với mình thì mà dùng tiếng Trung thì họ cũng gọi là gì nhỉ, luyện họ khôn thế các bạn ạ. Vì thế cho nên là tại sao người Trung Quốc có cái từ là oai của rẩn ấy các bạn. Các bạn có biết từ đó không? Oai có nghĩa là vẹo, của là cái quả, và rẩn là cái chữ nhân với lại là chữ hai cái gạch ấy các bạn. Oai của rẩn dịch ra là cái quả vẹo, nhưng mà nhân nhân của cái quả vẹo cũng có thể là một cái cách người Trung Quốc người ta đá đều người nước ngoài, là cái kiểu thế nào đó. Nhưng mà oai của rắn là do người nước ngoài nói từ oai của rắn, của sư oai của rắn, thì người ta nói thành oai của rắn. Cho nên là cái hệ thống thanh điệu nó thực sự là ám ảnh đối với người nước ngoài. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta nói thì về cái tiếng Hán mà người Việt Nam chúng ta phát âm ra là tương đối chuẩn. Thế nhưng mà tất nhiên là có nhiều bạn Coco đã chia sẻ rất nhiều lần, đó là cái thanh 4 ấy, thì người Việt Nam chúng ta nhiều người nói quá nặng. Ví dụ như là chư bu chư thì nó đang chị bu chị, chư nở, chư cái gì đó. Nói chung là các bạn nói quá nặng. Tất nhiên là giáo viên nói cũng quá nặng và sau đó ảnh hưởng đến học trò, thì thôi cái này mình cũng không bàn. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục với cái chủ đề này, và mình nói tại sao mình nói tiếng Việt. Bởi vì có rất nhiều bạn mới bắt đầu, các bạn mới bắt đầu bỡ ngỡ, bắt tay bắt chân vào học tiếng Trung. Cho nên là nếu như mà Coco nói từ đầu đến cuối bằng tiếng Trung thì những cái bạn trình độ thấp chưa chắc đã hiểu được. Và đây là một cái cụm từ ngôn ngữ mạng. Đấy là có một cái người mà người ta khi mà người ta làm cái gì đấy, và sau đó thì cái gọi là bèo chính pao. Các bạn có biết bèo chính pao là cái gì không? Bèo chính pao chính là cái ngôn ngữ cơ thể đây này, cái biểu hiện của gương mặt đấy. Thì có rất là nhiều các bèo chính pao mà các bạn gọi là cái gì, meme à. Thì ví dụ như là có mấy anh da đen như thế này, hoặc là có những người thì tất cả những cái này đều gọi là bèo chính pao, có nghĩa là cái biểu hiện cảm xúc của gương mặt. Thế mà của thai nán là thì là cái nán là có cái bộ hữu ở bên cạnh và cái chữ tức là chữ khói các bạn. Thế và sau này thì người ta viết là của thai nán là thì có nghĩa là ở cái miền Nam ấy, tức là mình cũng không biết là cái cụm từ khi mà người ta viết là của thai nán là nán phan là nán, thì có phải là do người ta nghĩ rằng càng đổ về phía Nam thì cái tiếng phổ thông nó càng kém hay như thế nào, mình cũng chưa nghiên cứu rõ. Nhưng mà của thai nán là có nghĩa là một cái người nào đó chơi trò chơi ở trên mạng và sau đó là nói là ôi thật là không dễ dàng gì, của thai nán là ôi chẳng dễ dàng gì, cái gì đó. Thế thì ngày hôm nay Coco chia sẻ với các bạn cái video này, Coco muốn tập trung vào chủ đề là các con số. Các bạn đã biết ý nghĩa của những con số chưa? Tại sao cô còn tập trung vào chủ đề này? Bởi vì mặc dù mình là người Việt Nam, nhưng có một lần có một cô giáo, cô ấy gửi cho mình một cái hồi mình đang còn dạy ở bên 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 Đại học Dân tộc Quảng Tây, Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc ấy. Thì ngày đó vẫn đang còn Yahoo.
Thế và có một cô giáo, cô ấy cũng là người Việt Nam và đi sang dạy ở một cái trường cao đẳng dạy nghề. Chơi với mình cũng khá là quan hệ khá là tốt. Thì bỗng nhiên cô ấy nói là mình nói là em ơi chị phải đi ngủ đấy bởi vì là mai chị có tiết dạy vào buổi sáng. Thì cô ấy nói là vâng chị đi ngủ đi. Thế và bạn ấy gửi cho mình là G9. Thế chứ G9 của chị cái quay gì? Nếu như mà G7 thì nó là cà phê Trung Nguyên. Nhưng mà sắp đi ngủ rồi còn gửi cho mình cái G cà phê làm cái gì? Thế và G9 mình chả biết G9 là cái gì. Thế và mình hỏi cô ấy là em ơi, mình thì lại được cái là không giấu dốt các bạn ạ. Không biết là hỏi luôn. Thế và hỏi là em ơi, em gửi cho chị cái G9 này làm gì đấy? Là cái gì đấy? Thế là bạn ấy nói là good night mà chị. G9 9 là night và good night là ngủ ngon mà. Ồ, hóa ra G9 là ngủ ngon đấy các bạn ạ. Người Việt Nam mà không còn còn không biết cái gọi là gì ở những cái từ ngữ gọi là gì nhờ ngôn ngữ mạng. Thế và ví dụ như là người Trung Quốc cũng không hiểu nhá. Khi mà người ta nghe một ai đó hát và sau đó cứ liêu 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 liêu. Thì các bạn ấy, đây là liêu mà các bạn. Liêu mà. Yi er san si các bạn có biết không? Đây là liêu. Thế và mấy ông viện trưởng cái hồi mình đi dự một cái buổi liên hoan, thế thì bọn lưu học sinh, bọn người Indo, bọn Việt Nam với lại là các nước khác ấy, nó cứ xem biểu diễn xong là nó cứ lưu. Thế là mấy ông kia chứ sao nó lại cứ lưu 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 ấy nhỉ, không biết là nó đang muốn nói cái gì. Thế và sau đó thì cô cậu mới cười, cô cậu nói là ô lưu 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 có nghĩa là níu 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 mà các thầy, níu có nghĩa là giỏi ấy, là đỉnh ấy, tức là níu phi thường lợi hại à, níu sư phi thường lợi hại tờ ý sư, rằng hồi hiện tại niên sinh nhân ta mình thường dùng cái trong biểu tình để nói níu 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 tờ ý sư chính là phi thường bằng phi thường bằng tờ ý sư. Thế là mấy ông kia nói ồ, oh, là thế à, ồ, thiên à, chúng mình đâu chân là sự đại cấu, cái đại cấu quá sâu rồi. Có nghĩa là mấy ông kia nghe mình giải thích xong thì nói là ôi hóa ra là như thế à, trời ơi. Cái khoảng cách lứa tuổi ở cái rãnh này nó càng ngày càng sâu rồi, chúng tôi không hiểu được chúng nó. Thế và ngày hôm nay thì Coco sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái có thể là nó đã rất cũ hoặc có thể nó rất mới. Các bạn khi các bạn nói chuyện với người nước ngoài, nếu như mà các bạn ấy gửi cho bạn một câu là chi cha y 7 cộng với 1 thì bạn nghĩ gì? 7 cộng với 1 chẳng lẽ bạn lại nói là 8 à? Nó đang tám chuyện với mình à? Chi cha y. Các bạn có biết số 7 không? Số 7 và 1. 1 đây này các bạn. Thế thì cái chi cha y này có nghĩa là trổ, có nghĩa là xấu ấy các bạn. Tức là cái này nó làm kiểu chơi chữ, vì cái số 7 của Trung Quốc thì nó có phải là chi không? Thế thì viết như này đúng không? Thế và nó thêm một phát số 1 nữa. Thêm một số 1 nữa. Thì có nghĩa là nó sẽ viết thành cái chữ trổ, là chữ xấu ấy. Cho nên là nếu mà khi mà bạn nói chuyện với thằng Trung Quốc hay là một cô bé Trung Quốc nào đó mà nó gửi cho bạn chi cha y, có nghĩa là nó đang bạn nói là bạn là trổ ba quai đấy. Trổ ba quai có nghĩa là xấu như ma chê quỷ hờn đấy. Các bạn nhớ nhá, chi cha y có nghĩa là 7 cộng 1 có nghĩa là xấu. Rồi bây giờ mình nói tiếp. Ai yao san. Ai yao san là cái gì? Ai yao san là Er yao san chiu shi xi huan. Er yao san chiu shi xi huan de yi si. Ai yu. Hảo u liao. Thật là sàm. Er shi shi mi yi si. Er có nghĩa là gì? Er có nghĩa là đần. Ngu đần. Er bái u là ngu đần. Nghĩa là gì? Nghĩa là rất là hãm, rất là kém. Và hơi hơi có một chút gì đó là dễ thương, đáng yêu. Giống kiểu ngáo ngáo ấy. Bây giờ chắc là các bạn ngôn ngữ mạng của Việt Nam gọi là ngáo. Thế và bây giờ thì còn một ít nữa. Không phải còn một ít mà là nhiều ấy. Chi sư.
bạn đang nói chuyện với người ta, vì bây giờ người ta ít nói mà, người ta chủ yếu là chat thôi. Tự nhiên một người gửi cho bạn số 7 và số 4, chisu nghĩa là gì? Chisu là chisu. Thế còn 419, 419 siêu chỗ 419, 419 là tỉnh một đêm, 419 các bạn nhá. San san, san san có nghĩa là rồi, rồi khác, san 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 có nghĩa là lượn té té. San san có nghĩa là đi 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 đi, có nghĩa là sảng khai, lượn biến. À, tiếp theo nữa đó là ai giao gì, ai giao gì, ai giao gì ở Trung Quốc, 121 ở Trung Quốc là cái số điện thoại của bên dự báo thời tiết. Thế và các bạn tập quân sự ở chuyên chuyên các bạn không, y r y 121 121 đó. Thế thì nó là cái gọi là gì nhỉ, là khi mà người ta tập quân sự ấy, người ta hành quân ấy, 121 ấy các bạn, 121 121. Thế nhưng mà nó còn có một số những cái ý nghĩa khác. Giao ai nhỉ, giao ai nhỉ, wow, thai nán là thực sự là khâu khẩu không không khoái những cái này lắm, nhưng mà bởi vì là mình là giáo viên ấy, cho nên là mình phải dạy học sinh, nếu mà không thì học sinh nó khi mà nó giao lưu với lại là các bạn người bản địa thì nó cảm thấy là nó không gọi là gì nhỉ, nó có một cái khoảng cách nhất định, đúng là oai của rảnh thật để cho người ta coi thường á. Cho nên là ao san san, ao san san là gì, ao san san là quê ta sao tờ y sư cười, ơ sản sản. Mình còn có cái gì nhỉ, cái ơ giao san, R và san là phi thường tiếp cận là chữ mục B, chính là B của chữ âm R giao san, chính là sả B của ý sư R giao san, giao san, giao san.三是傻逼的意思，傻逼就是笨的意思啊。Thank you 了，Thank you 这个很久以前了。286，286来落伍，286来落伍了。748来去死吧。哦，还有那个是033。知道零三三是什么吗？零三三是零，就是圆的意思，然后三三就是三三，然后有一个演员叫袁姗姗，然后他们就是零三三，就是袁姗姗的意思。然后他们说是袁姗姗是好长啊，不小，就是打字很长，所以就是你们知道袁姗姗是谁吗？是一个很漂亮的女演员。看那个是什么什么宫就有，所以他们说，如果是你不知道零三三是什么意思，人家会吐槽你，就是你很土，out 了的意思。那零三三就说有个笑话，就是说有人问我你喜欢零三三吗？然后那个被问的人。非常不解，于是问林珊珊是谁呀、啊？然后结果他鄙视了看着那个他问的人说，就是被问的人说，不是，不就是袁姗姗吗？哦哟，袁姗姗。但是有的人就说，叫珊珊还是三三呢？三三呢、啊？哦，天哪，脑子都大了。哦，我好难哦。珊珊，袁姗姗，她蛮漂亮的，还是
演戏还是挺可以的，还有那个是，也有人说是，珊珊就是双个小三，三三嘛，就是两次当了人家的小三的意思。 tức là hai lần làm trà xanh ấy, làm tiểu tam ấy, làm Tuesday, cô nàng Tuesday ấy. Thật là thế thì các bạn ạ, khi mà chúng ta học một cái thứ ngôn ngữ mà nếu như mà thực sự là chúng ta cần quan tâm ấy, thì chúng ta sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian. Chia sẻ thật với các bạn là để mà có được những cái ý nghĩa về ngôn ngữ mạng như thế này thì câu cầu cũng mất một tuần để ngồi và vẫn chưa hết, bởi vì mỗi một năm nó lại ra một đống, xong sau đó thì nó lại có những cái cách gọi là gì nhở, có thể là nó bị gọi là gì, đào thải đi và tháo thải, đào thải và có những thứ mới, rồi những cái vốn dĩ đã có thì nó lại tăng thêm ý nghĩa hoặc nó giảm đi ý nghĩa. Cho nên là nhiều khi cảm thấy là ví dụ như là từ tả trang yếu, trang yếu thì các bạn biết rồi, nó là xì dầu. Thế và tả trang yếu là tức là chỉ là cái cẩm thôi, ghé qua thôi, nhưng mà sau này nó có ra hàng loạt, ví dụ như là lưu trá, có lưu trá mày, lưu trá bẻo, các bạn chắc là biết rồi. Lưu trá bẻo là một cái người chẳng ra gì, tức là đi làm tiểu tam ấy, là làm cô nàng Tuesday ấy. Thế và sau này lại có khung trá bẻo, rồi còn có poor trá bẻo, rồi còn có căng bẻo, rồi còn có giáng trá bẻo. Ồ trời, và mình thực sự là mình cũng thấu ta ủa thai nắn là ok hả. Đây là cái video mà Coco chia sẻ với các bạn, và nếu như mà các bạn cảm thấy thực sự muốn nghiên cứu, bởi vì ngôn ngữ mạng nó trở thành một cái đề tài, và nếu như mà khi mà bạn nói chuyện với người ta, và có một điều đấy là những cái từ bậy bạ quá thì không phải là nhiều người dùng, nhưng nếu như khi bạn làm phiên dịch thì bạn bắt buộc phải dùng, bởi vì phiên dịch ngoài cái việc mà bạn đi dịch hiện trường, bạn đi dịch hội thảo, hội nghị ra, thì bạn còn có thể phải dịch phim nữa. Như có một thời gian Coco dịch cái bộ phim là Trung An Liêu Chủ, có nghĩa là đội trọng án số 6 ấy, thì có rất nhiều từ các bạn, rất nhiều từ, và thực sự là mình phải tra từ điển và mình phải đi hỏi thì mình mới hiểu được những cái từ đó ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là khi mà đã liên quan đến cái gọi là thế giới ngầm ấy, cái bởi vì là trọng án mà, đội trọng án số 6, cho nên là thực sự là những cái từ tiếng lóng của các giới không đơn giản một chút nào cả. Vì thế cho nên là để làm được một phiên dịch gọi là gì nhỉ, là đa di năng, thì chắc chắn là cái vốn ngôn ngữ của chúng ta phải thực sự rất là phong phú. Và các bạn đừng ngại để mà học những cái từ tiếng lóng hoặc là ngôn ngữ mạng, bởi vì không phải là chúng ta hư hỏng, chúng ta thế này thế nọ thì chúng ta mới biết sử dụng đâu các bạn ạ. Là một phiên dịch bạn phải biết rất nhiều. Nếu như mà không biết thì cái gọi là con đường đi của bạn nó sẽ hẹp đi rất nhiều. Còn tất nhiên là mình biết nhiều không có nghĩa là mình từng trải nhiều. Rồi chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Mình là Coco Đỗ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.